Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel Chiều Trần Cuộc Sống Canada tại Saskatchewan nha. Hôm nay là gần cuối tháng 8 rồi, 29 tháng 8 thì còn vài ngày nữa là mấy bạn nhỏ là đã quay trở lại trường học. Bên đây người ta hay gọi là cái từ back to school đó, coi như là chuẩn bị thêm một năm học mới nữa. Thì cái đợt hè vừa rồi nữa bạn, mấy bạn cũng để ý là mình ra video clip không có được thường xuyên lắm. Thì cái lý do lớn nhất á là do mình có người nhà từ bên Việt Nam qua đây chơi, cũng hơn 4 năm rồi chưa có gặp lại, cho nên là mình cũng muốn dành nhiều cái thời gian cho người nhà của mình á đó. Cho nên là mình cũng hạn chế ra video clip. Thì tuần trước á là mình với lại một số mấy bạn cũng ở chung với khu Brighton nè, có tổ chức một chuyến đi Cao Rì để cho mấy vị phụ huynh tham quan rồi biết thêm đây đó này nọ ở bên Canada này. Mình xin chia sẻ rồi mình, tại vì mình đã cắt ghép một số các video clip á ở cái chuyến đi Cao Rì, chia sẻ lại cho mọi người xem cho biết. Thì trong cái chuyến đi vừa rồi là mình đi tới Cao Rì, xong rồi sau đó là mình chạy lên Lake Louise là cách Cao Rì khoảng 200 cây số, rồi sau đó là chạy ngược về Ban. Ban thì cách Cao Rì khoảng 100 cây số đó. Thì đi ngắm cảnh rồi đi cáp treo này nọ đó, rồi xong cái ngày kế tiếp thì mình đi loanh quanh một số chỗ ở dưới downtown Cao Rì. Thì cái lịch trình đi nó chỉ có vậy thôi, tại vì vị phụ huynh lớn tuổi cho nên là sức khỏe cũng không có quá tốt á, mình cũng hạn chế di chuyển nhiều. Thì các bạn xem video clip cho biết ha. Chào mọi người, vừa tới Cao Rì luôn. Thật ra là tới Chestermere, nó là cái vùng phụ cận ở Cao Rì. Tại vì đoàn đi đông á, tới 7 người cho nên là mình mướn Airbnb chứ không ở khách sạn. Thì mướn một cái căn duplex, tức là ở Việt Nam là gọi là nhà song lập á, hai căn dính liền chung một vách với nhau, rồi để quay ở phía ngoài của căn nhà với lại phía trong sơ sơ cho mọi người xem thử cho biết nha. Đây là phía ngoài của căn nhà nè, hai căn dính liền nhau, mình ở căn phía bên tay trái nè, có hai thùng rác đây nè đó, phía bên tay phải cũng có hai thùng rác là của căn kế bên đó. Quay xung quanh ngoài đường một vòng cho mọi người xem. Khu dân cư nó còn mới lắm, nó chắc là giống như kiểu Brighton chỗ mình đang ở dưới Saskatoon á. Đây 201 Chelsea Drive, Chestermere. Đi vòng ra phía sau cho mọi người xem nha, nhà có máy lạnh luôn nè. Này chắc hai ngựa, gọi là hai khối. Driveway thì chưa có xong nha, xin lỗi mọi bạn, garage chưa có xong. Đó, hai cái nền xi măng trắng của hai căn nhà đó. Cái lối đi cũng người ta để mấy cục gạch đi đỡ thôi à. Đó, cái bậc tam cấp đi vô ở phía sau căn nhà. Đó, nhìn ra phía trước nè. Mình mướn 3 đêm thì tổng cái giá là 628 đô tính thuế luôn rồi. Thì 3 đêm 628 đô ở được 7 người. Đó thì cũng tính ra cũng rẻ hơn khách sạn. Khách sạn thì mướn chắc chắn cái lượng phòng nó phải nhiều hơn, mà với lại ở khách sạn thì nó không có thoải mái lắm. Ở Airbnb thì cái cảm giác nó giống như mình ở nhà vậy đó. Ở đây khu dân cư mới, còn mới nguyên luôn. Rồi bây giờ để bước đi vô trong cho mọi người nhìn nha. Đó, một căn duplex 3 phòng ngủ. Đây khách, có cửa sổ nhìn ra ngoài trước luôn. Bàn ăn ở đây. Đây nó có cái đảo. Đây là bếp. Cửa đó cửa sau. Đường này xuống basement. Phòng basement họ khóa lại rồi. Đây có một cái half bathroom. Rồi lên trên lầu. Trên lầu thì có 3 phòng. Đây phòng ngủ master bedroom. Đây có nhà tắm.
vừa có tấm bồn mà có tấm đứng luôn. Nhà vệ sinh thì ở sau cái cánh cửa này. Này, nhìn ra sau sân vườn, ở phía sau nó có cái garage mà chưa có xây. Các bạn thấy cái miếng đất trống phía bên tay trái á, đây nè. Đây là cái garage của cái căn này. Cái căn này căn duplex, có nghĩa là hai căn kế bên nhau đó. Thì cả hai căn đều chưa có xây garage luôn. Đây cái closet của master bedroom thôi, đựng quần áo này nọ nè. Ngoài hai cái phòng ngủ, có thêm một cái nhà tắm để cho hai cái phòng ngủ nhỏ này xài chung với nhau nè. Đó, cửa sổ chắc nhìn ra ngoài đường. Đúng rồi, đó nhìn xuống dưới đường đó. Đó, mở đèn lên sáng sổ nè. Đó, còn bên đây cũng vậy. Hi Danny, hi Catherine. Phòng này cũng tương tự, có cái cửa sổ nhìn ra đường luôn. Đó. Khu này khu mới xây. Chỗ này gọi là Chestermere. Chạy vô trong Calgary khoảng 15-20 phút. Thì nếu mấy bạn ở Saskatoon thì mấy cái chỗ như Martinville hay Warman á, nó cũng chạy vô Saskatoon khoảng 15-20 phút đó. Thì bên đây nó tương tự như vậy. Để mở cái cửa sổ ra, cửa sổ này cũng nhìn ra ngoài vườn trước nè. Hôm nay kế hoạch là dẫn mọi người đi hồ Lake Louise với lại Ban, nhưng mà trước đó là dừng chân ở Canmore, đang dừng chân ở Canmore một chút xíu để vệ sinh rồi coi có thiếu vật dụng gì không thì ghé mua. Ở đây nó có cái 7-Foot. Sau hơn một tiếng chạy từ Canmore vô tới Lake Louise, các bạn thấy ở phía xa là cái băng vĩnh cửu nè. Giờ mùa hè mà băng nó vẫn không tan nổi luôn. Đoàn đã ghé tới Lake Louise, tham quan một vòng xong rồi chạy về Ban. Thấy không, hồ Lake Louise ở phía sau nè. Cái nước hồ nó xanh mà lạ lắm, nó không có xanh thẳm, xanh mà nó xanh lờ lờ á. Đang ở trong cách treo. Ủa nãy con quạ con để trong xe để đâu? Cái đường mòn đi bộ nè, đó có người cho đi bộ nữa, đi bộ nó mới đi vòng đi cáp treo lên trên cái đỉnh núi rồi nè, ở trên cái đài quan sát đó. Mọi người thấy đó, ở dưới là cái Ban Town nè.
đây quay cận cảnh cái thành cái gondola nó đi lên đi xuống nè. Đó. Cái đi lên thì phía bên kia sẽ có cái đi xuống. Đang đứng ở cái lầu 4 đài quan sát nè, mình nhìn lên trên nè. Đó, mọi người thấy ở đây nó có một cái sàn gỗ nè. Nó là cái đường đi á, đi lên trên tuốt trên cái đỉnh luôn. Đợt trước mình đi Pan chơi mình có leo lên trên cái đỉnh tuốt trên đây luôn. Nó cũng tốn khá nhiều thời gian á. Đây, hai chị em Danny và Catherine đang ngồi trong gondola đi xuống dưới đất lại. Say hello đi con. Bây giờ là đi gondola xuống. Chuẩn bị xíu nữa chạy về Calgary lại. Nay ngày thứ 3 của chuyến đi, dẫn mọi người tham quan downtown thành phố Calgary chút xíu. Nay mình đậu xe ở chỗ thư viện trung tâm Calgary. Ở đây nó có nhiều chỗ đậu xe đó, xong rồi đi bộ. Chứ xuống đây, xuống downtown mà kiếm chỗ đậu xe là vất vả lắm. Đây thư viện trung tâm của thành phố Calgary nhìn to lắm. Qua phía bên kia đường quay ngược trở lại sẽ thấy rõ hơn. Đang ở trong cái phố đi bộ giữa đào thao của Calgary luôn nè. Đây không có cho xe chạy vô. Đây đang nhìn lên cái tháp Calgary nè, Calgary Tower. Khu phố đi bộ này buổi trưa ngày thường trong tuần mà cũng đông ghê luôn. Mình quay trở về Saskatoon rồi mọi người ơi. Sau chuyến đi Calgary 4 ngày 3 đêm. Mặc dù nói là 4 ngày nhưng mà thật ra chạy xe hết 2 ngày rồi, 1 ngày đi với 1 ngày về. Thật ra là chơi chỉ có 2 ngày thôi. Còn ở Calgary thì là 3 đêm. Video clip của mình ngày hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nha. Bye bye, take care.